NATO lo ngại vì mất dấu tàu ngầm Nga mang ngư lôi ngày tận thế. Tàu ngầm Belgorod của Nga có khả năng mang theo ngư lôi hạt nhân Poseidon dường như đã không còn đóng tại căn cứ ở Biển Trắng. Động thái được cho đang khiến NATO lo ngại. Fox News dẫn các nguồn tin cho hay tàu ngầm Belgorod của Nga dường như đã không còn xuất hiện ở căn cứ tại khu vực Biển Trắng, nơi vũ khí này hiện diện từ tháng 7. Times of London ngày 3 tháng 10 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết NATO được cho là đã bày tỏ lo ngại với diễn biến trên khi phát đi một báo cáo tình báo tới các thành viên rằng Nga dường như sắp thử nghiệm ngư lôi Poseidon trên tàu ngầm Belgorod. Vị trí hiện tại của Belgorod vẫn là một bí ẩn. Giới quan sát cho biết các tàu ngầm của Nga sở hữu khả năng tàng hình tốt hàng đầu thế giới. Chúng được cho từng di chuyển vào vùng biển của Mỹ mà không bị phát hiện, theo Fox News. Nga biên chế Belgorod từ đầu tháng 7. Các chuyên gia quân sự gọi con tàu này là tàu sân bay lặn dưới lòng đại dương. Nhờ khả năng mang theo tàu ngầm cỡ nhỏ, ngư lôi có thể trang bị đầu đạn hạt nhân và những tên lửa hiện đại nhất trong kho khí tài. K-329 Belgorod là tàu tấn công nhanh mang tên lửa dẫn đường lớp Oscar-2. Một tính năng mà giới chuyên gia phương Tây cảnh báo có thể khiến các đối thủ của Nga lo lắng là Belgorod có thể trở thành một tàu mẹ lặn dưới đáy biển để triển khai các tàu ngầm do thám cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như các phương tiện tự hành và không người lái dưới nước khác. Một đặc điểm khiến Belgorod nhận được rất nhiều sự chú ý là nó sẽ được trang bị ngư lôi có thể mang đầu đạn hạt nhân Poseidon. Tư lệnh lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilio hồi tháng 5 đã cảnh báo về khả năng này. Poseidon được gọi là ngư lôi, nhưng bản chất của vũ khí này là một thiết bị không người lái chiến đấu dưới nước với tầm tấn công không hạn chế. Một chiếc Belgorod có thể mang 6 quả Poseidon. Truyền thông Nga gọi Poseidon là ngày tận thế vì nó có khả năng san phẳng một thành phố bởi một cơn sóng thần hạt nhân khi nó được phóng ra. Đầu đạn của nó có khả năng tạo ra một vụ nổ có sức công phá 2 megaton, tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Poseidon có thể di chuyển với tốc độ cao dưới nước nhờ hệ thống lò phản ứng hạt nhân. Con số này ước tính vào khoảng gần 130 km/h, nhanh gấp đôi tốc độ của hầu hết các tàu mặt nước. Theo RT, khi triển khai, Poseidon đủ khả năng để tiêu diệt căn cứ hải quân hay nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ bằng một đòn đánh duy nhất. Mỹ cũng đã từng đánh giá khi Nga chính thức biên chế Poseidon, ngư lôi này sẽ là mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng tới cảng biển, căn cứ quân sự ở Duyên Hải và các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ. Chuyên gia quân sự Rebecca Kofler nhận định, việc Nga có thể thử ngư lôi Poseidon trong thời gian tới dường như để phát đi thông điệp cảnh báo tới Ukraine và NATO về sức mạnh quân sự của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng ông không hù dọa khi cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả các động thái gây ảnh hưởng tới toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Ba kịch bản của Nga phá tan sự tự đắc từ phương Tây. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo NATO và các phương tiện truyền thông phương Tây đã tung hô ăn mừng khi chính quyền Kiev chiếm được một phần lãnh thổ khá lớn ở gần phía đông của thành phố Kharkiv, nhưng họ đã ăn mừng quá sớm vì đây chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến kéo dài cực kỳ khốc liệt hoặc là thậm chí xảy ra một thảm họa hạt nhân sắp xảy ra. Các nhân vật nhiệt thành ủng hộ cho Ukraine ở châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng thành công của Kiev là dấu hiệu cho thấy thất bại chung của Nga trong cuộc chiến. Theo luận điểm đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chấp nhận một hiệp định hòa bình không giống như mục tiêu ban đầu của Điện Kremlin. Điều tốt nhất mà ông Putin có thể hy vọng là một thỏa thuận khôi phục lại nguyên trạng và nó có ý nghĩa là Moscow sẽ không giành được một chút lãnh thổ nào, cũng như việc Ukraine sẽ không bị ngăn cản gia nhập vào NATO. Những người lạc quan hơn thì suy đoán rằng một thất bại ngoạn mục như vậy sẽ khiến cho Nga bị tổn thất nặng nề về con người và tài sản và rất có thể sẽ dẫn đến việc lật đổ chính phủ cầm quyền của ông Putin. Tuy nhiên trên thực tế, Moscow vẫn có một số lựa chọn quân sự và một số kịch bản sẽ khiến cho Mỹ và các nước đồng minh NATO phải lo lắng sâu sắc. Kịch bản thứ nhất đó là Moscow có thể tiến hành một cuộc phản công tập trung vào các cảng của Biển Đen ở Odessa. Thành phố này là lối thoát cuối cùng của Ukraine trên Biển Đen và việc chiếm giữ nó sẽ khiến cho Ukraine trở thành một quốc gia không giáp biển. Nó cũng sẽ tạo ra cho Nga một chỗ đứng trên huyết mạch kinh tế chính của Ukraine, bởi phần lớn xuất khẩu và nhập khẩu của Kiev đều trải qua Odessa. Việc mất đi thành phố này sẽ là một đòn kinh tế và tâm lý to lớn đối với Ukraine. Nga đã triển khai một số lượng lớn binh lính và vũ khí từ miền đông Ukraine tiến xuống miền nam, ngay cả trước cuộc tấn công miền đông của Kiev. Có khả năng cao là Odessa hiện là mục tiêu chính của Moscow. Các lực lượng Ukraine ở phía nam đã mệt mỏi, sẽ khó để có thể đẩy lùi một cuộc tấn công phối hợp từ Nga. Kịch bản thứ hai thực hiện một tham vọng lớn bằng cách tạo ra thế gọng kìm, một hướng Nga sẽ chuyển quân đội từ phía bắc Ukraine đến các thành trì hiện có ở miền nam Ukraine và một hướng là phát động một cuộc tấn công mới từ Nga vào phía đông bắc của Ukraine. Mục tiêu sẽ là cắt đứt quân đội Ukraine hiện đang ở gần Kharkiv.
Một chiến lược như vậy sẽ gợi nhớ đến cuộc tấn công của Liên Xô vào năm 1942 đã khiến cho toàn bộ quân đội Đức mắc kẹt ở Stalingrad. Một thành công tương tự trong trường hợp này có thể là đòn chí mạng đối với tất cả những sự kháng cự của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, công tác hậu cần để thực hiện được một cuộc điều động như vậy trên vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ là rất khó khăn, và hậu cần lại là một điểm yếu rõ ràng của quân đội Nga ở Ukraine cho đến thời điểm này. Kịch bản thứ ba đó là Tổng thống Nga Putin có thể ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Cho đến nay thì Nga đã thực hiện điều động một phần như chúng ta đã biết. Điều này cho thấy Tổng thống Nga Putin đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và chính thức tham chiến một cách nghiêm túc. Vì dân số của Nga gần gấp 3 lần Ukraine, do đó khó có khả năng cho Kiev có thể tồn tại trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, ngay cả ở mức độ triển khai quân như hiện tại của Nga. Việc huy động dù chỉ là một phần cũng sẽ mang lại cho Moscow một lợi thế không thể vượt qua. Kịch bản thứ tư, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một cuộc tấn công như vậy, dù chỉ là một vài vũ khí, cũng đủ để quét sạch một phần lớn quân đội của Kiev và khiến cho khả năng kháng cự hiệu quả bị sụp đổ. Việc vi phạm ngưỡng hạt nhân sẽ là một bước đi liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm, và ông Putin chắc chắn hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, nếu ở bước đường cùng thì không loại trừ khả năng ông ấy vẫn chấp nhận rủi ro. Như chúng ta đã biết thì giới lãnh đạo Nga coi Ukraine là lợi ích quan trọng về an ninh quốc gia. Các quốc gia khác cũng muốn dùng Ukraine như một mối đe dọa đối với lợi ích an ninh của Nga. Vậy thì Moscow sẽ làm mọi thứ để đẩy lùi mối đe dọa đó. Trong trường hợp này, không thể loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh bại sự ủy nhiệm của NATO trong cuộc chiến. Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu của họ đã quên đi những cảnh báo trước đây của Điện Kremlin rằng Moscow sẽ không bao giờ cho phép Ukraine trở thành một con tốt chính trị và quân sự của NATO, nhưng mà chính phương Tây đã ngạo mạn và không tôn trọng vùng an ninh cốt lõi của người Nga. Đây là nguyên nhân chính trong cuộc tấn công Ukraine của chính quyền Nga. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ kích hoạt một cuộc đối đầu giữa Moscow và Washington, giống như là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Nhưng mà các phản ứng có thể của NATO đối với việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ bị giới hạn một cách rõ ràng, trừ khi là Hoa Kỳ muốn chơi nước cờ mạo hiểm. Cho nên là việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện huy động nhập ngũ một phần sẽ là bước đi đầu tiên, và việc tung hô chiến thắng từ thành công quân sự gần đây của Ukraine là điều quá sớm và quá trớn. Trong tình huống này thì sự cổ vũ đó có thể được chứng minh là hoàn toàn không đúng chỗ và không phù hợp. Các nhà lãnh đạo NATO và phương tiện truyền thông phương Tây cần nhận ra rằng họ có thể đang ăn mừng khúc dạo đầu trong một cuộc chiến kéo dài, cực kỳ khốc liệt, hoặc thậm chí là một thảm họa hạt nhân sắp xảy ra. Như vậy thì có thể thấy rằng phương Tây đã rơi vào cái bẫy do chính họ tạo ra. Phương Tây muốn Nga lún sâu vào đầm lầy Ukraine, tổn thất và rồi khiến cho chính phủ của ông Putin phải sụp đổ. Tuy nhiên bây giờ đây thì điều đó đang đến với chính những chính trị gia phương Tây khi mà họ đang ném tiền vào vũ khí chiến lược vào Ukraine. Không ít nhà lãnh đạo phương Tây đã buộc phải từ chức trước áp lực to lớn chưa từng có, rủi ro trong sự nghiệp chính trị đang thường trực đối với những người còn lại tại vị, kiên quyết chống lại Nga tới cùng. Hơn nữa, phương Tây từng hy vọng có thể cô lập Nga, nhưng bây giờ chính họ lại rất khó để tìm kiếm các nước đồng minh bên ngoài châu Âu. Những biện pháp trừng phạt lên Nga và chương trình nghị sự thù địch nước Nga đang gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Nó thực sự không có hiệu quả, cho nên các quốc gia lựa chọn trung lập hoặc là chống lại phương Tây càng ngày càng nhiều. Tiếng nói chống Nga trên chính trường quốc tế cũng càng ngày càng yếu. Và điều đó khiến cho phương Tây thấy rằng tìm kiếm đồng minh bên ngoài EU để cùng cô lập Nga là điều không hề dễ dàng. Ngược lại thì châu Âu và Washington phải đối mặt với nhận thức rằng không phải là tất cả các nước, các nhà lãnh đạo trên thế giới đều muốn cắt đứt quan hệ với Nga, kể cả là một số nước phương Tây. Đồng thời, sự gia tăng thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO do Nga và Trung Quốc đứng đầu đã phản ánh rõ thực tại hiện nay. Do đó có thể thấy rằng những gì phương Tây đang giăng ra cho Nga thì cuối cùng chính họ lại sập bẫy.